Thưa quý vị, hôm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên tổ chức khánh thành công trình nhà đại đội dự bị động viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đến dự. Công trình nhà đại đội dự bị động viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên được Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên phê duyệt đầu tư với quy mô thực hiện gồm xây dựng mới khu trực ban có diện tích 33,8 m², xây mới khu ở đại đội gồm một trệt một lầu với tổng diện tích trên 803 m², cải tạo nhà vệ sinh đại đội, đường giao thông nội đồng, sân đan, hệ thống thoát nước, bãi vật cản huấn luyện thể hiện, trang thiết bị và bãi tập thể lực VC16 với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng. Qua hơn một năm thi công, công trình đã hoàn thành và đi vào, phục vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, qua đó giúp cán bộ chiến sĩ có nơi làm việc, nghỉ ngơi, cũng như đảm bảo các hoạt động huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tối qua 28 tháng 4 tại sân bóng đá Minh Khôi, thành phố Long Xuyên, giải bóng đá S7 truyền hình An Giang lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức được khai mạc và khởi tranh từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2023. Tham dự giải có 8 đội bóng ở các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang với nhiều cầu thủ đang chơi tại các giải futsal chuyên nghiệp, sân 11 người tham gia thi đấu. Theo đó, 8 đội bóng sẽ được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội nhất, nhì vào bán kết và chung kết. Đội vô địch giải đấu sẽ được nhận cúp và tiền thưởng 30 triệu đồng, hạng nhì 20 triệu đồng, hạng ba 10 triệu đồng, giải khuyến khích 6 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức giải còn trao các danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất. Giải bóng đá S7 truyền hình An Giang được phát trực tiếp trên fanpage YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Giải bóng đá nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, đồng thời góp phần phát triển bóng đá phong trào tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi cả nước hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng vô cùng tự hào nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, trải qua từng giai đoạn với bao chông gai thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, Mỹ Hòa Hưng đã và đang vươn mình phát triển với những đổi thay cả về diện mạo và chất lượng cuộc sống của người dân, tạo nên bức tranh toàn cảnh với đủ gam màu tươi sáng trên xã Cù Lao quê bác. Nằm cách biệt trung tâm thành phố Long Xuyên với dòng sông Hậu hiền hòa, trước kia xã Mỹ Hòa Hưng được biết đến là xã Cù Lao nhỏ hẹp với nhiều khó khăn thiếu thốn. Người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp thuần túy. Đường đất cùng những cây cầu khỉ chính là điểm nghẽn quan trọng khiến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương chậm hơn so với các phường xã bạn. Nhưng đến nay, sau 48 năm xây dựng và phát triển, nhất là kể từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Mỹ Hòa Hưng đã có sự phát triển vượt bậc. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư, nâng chất, diện mạo xã ngày càng thay đổi theo hướng khang trang, sạch đẹp, nhà cửa mọc lên san sát và ngày càng kiên cố hơn. Hiện tại giờ thì nó là Mỹ Hòa Hưng là phát triển vượt bậc, có thể gấp mấy chục lần á. Bây giờ nói là mấy năm gần đây là tôi thấy Mỹ Hòa Hưng là phát triển toàn diện rồi. Đường xá, cầu cống, đường kiên cố, nhà cửa này cũng khang trang rồi. Là nhất là những năm gần đây là như cách đây một năm nay đó là bến phà nó là trộn mà được là thành đình mà nó có hai bên công, rồi những cái phà lớn đưa qua là những cái xe mà tải mười mấy 20 tấn qua được đó, thành ra là tạo được cái bộ mặt là lưu thông hàng hóa của xã Hưng, là từ lưu thông được thì cái nền kinh tế của Hưng nó phát triển lên đó, người dân mà được khấm khá giàu thêm lên thì nó là cái tinh thần người dân nó phấn khởi lên. Đến Mỹ Hòa Hưng trong những ngày này, chúng ta sẽ nhận thấy những đổi thay rõ rệt. Người dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển từ xã đến ấp trên những con đường nhựa khang trang, thẳng tắp và hệ thống cầu bê tông kiên cố. 100% hộ dân sử dụng nước sạch và điện an toàn. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang trồng vườn cây ăn trái kết hợp du lịch, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, trồng rau màu theo hướng Việt Gáp, an toàn sức khỏe với đầu ra ổn định, đã và đang góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ khi mà thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới, thì đến thời điểm này thì Mỹ Hưng đã được công nhận nông thôn mới nâng cao, thì cho thấy là cái sự nổi bật rất là lớn, đó là cái đầu tiên đó, là về cái kết cấu hạ tầng giao thông, là
đã được nhựa hóa và bê tông hóa tất cả các tuyến đường. Còn riêng các cái tuyến kinh thì đã được xây dựng cầu bằng hệ thống bê tông hóa. Đặc biệt là cái hệ thống y tế, giáo dục thì được phát triển rất là tốt. Các dịch vụ thương mại thì phát triển khá rõ nét. Hiện giờ xã thì có những cái khu như trung tâm thương mại mua sắm, rồi các cái siêu thị đã đầu tư trên địa bàn Nguyễn Hữu Hưng. Về cái thu nhập người dân thì trước đây thì khá là thấp. Hiện giờ thì cái thu nhập bình quân người dân thì cũng gần 70 triệu trên một người. Thì cho thấy là cái sự đổi mới về cái nông thôn ngày càng rất là rõ nét. Với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, thành phố cùng sự đoàn kết quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Mỹ Hòa Hưng đã và đang hòa cùng tiến trình phát triển chung của thành phố. Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn dần được rút ngắn. Xã Cù Lao, Mỹ Hòa Hưng đón những ngày tháng tư lịch sử bằng tất cả niềm tự hào, phấn khởi và những niềm tin vào những chủ trương quyết sách quan trọng góp phần thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển trong tương lai, mà trước mắt là phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024 theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Ngày 28 tháng 4, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, thương binh, công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Phú Tân. Nhà tình nghĩa được Công an tỉnh An Giang trao tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Long, thương binh Công an Nhân dân xã Phú Lâm, ông Nguyễn Văn Hồng, thương binh Công an Nhân dân thị trấn Phú Mỹ, bà Nguyễn Thị Hai, mẹ liệt sĩ Công an Nhân dân thị trấn Phú Mỹ. Các ngôi nhà được sửa chữa xây dựng với số tiền từ 40 đến 70 triệu đồng mỗi căn, kinh phí được hỗ trợ từ quỹ nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh Công an Nhân dân, góp phần giúp các gia đình khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tối qua 28 tháng 4 tại quảng trường Thoại Ngọc Hầu, Ban tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ 22 năm 2023, kỷ niệm 205 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu đào kênh Thoại Hà 1818-2023. Với chủ đề Thoại Sơn dùng đất quyền thoại, chương trình khai mạc có những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như Thoại Sơn nhớ mãi ơn người, non nước An Giang, Thoại Sơn mùa hẹn, An Giang quê tôi, bài ca xây dựng nông thôn mới. Tại buổi tổng duyệt, các thành viên ban tổ chức đã đóng góp ý kiến liên quan đến kết cấu, bố cục chương trình, bố trí sân khấu, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và màn hình background cho các tiết mục biểu diễn, đồng thời đề nghị chỉnh sửa bổ sung một số nội dung về trang phục, đạo cụ biểu diễn của các diễn viên và điều chỉnh bổ sung một số nội dung cần thiết để chương trình nghệ thuật phải thực sự đặc sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp cho người dân và du khách. Chương trình khai mạc lễ hội văn hóa truyền thống huyện lần thứ 22 năm 2023, kỷ niệm 205 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu đào kênh Thoại Hà sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay 29 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch tại quảng trường Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời vừa phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kiên Giang, An Giang tổng kết trao giải chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 4 tháng 1 năm 2023, có 22 hợp tác xã tham gia tại 18 điểm chính trên địa bàn 5 tỉnh Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, An Giang đã thu gom tổng lượng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng là hơn 6 tấn. Số bao bì này sẽ được đơn vị chuyên nghiệp đưa đi tiêu hủy đúng quy định. Giai đoạn 2 từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023, mở rộng hơn với 28 hợp tác xã thuộc 6 tỉnh Long An, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng tham gia, đã thu gom tổng cộng được gần 9 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng để đem đi tiêu hủy đúng quy định. Đây là chương trình thường niên do Tập đoàn Lộc Trời cùng các đơn vị thành viên phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật cùng với bà con nông dân giữ gìn môi trường sống xanh sạch ở các địa phương, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho sức khỏe của bà con nông dân và môi trường. Hiện tại thì ý thức bà con nông dân khi mà đi ra đồng phun thuốc bảo vệ thực vật thì vỏ chai sẽ được thu gom đem về nhà và buộc lại và cất giữ đàng hoàng, là không để là vứt lan ở ngoài đồng nữa. Cũng mong rằng các ngành chức năng và các công ty nên là duy trì cái phong trào này. Chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường do Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời và ngành nông nghiệp ở các địa phương thì triển khai thời gian qua rất là hiệu quả, đã giúp nâng cao ý thức của người nông dân
trong việc là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó cũng đã góp phần cho là tuyên truyền để nông dân là chủ thể trong cái việc phải thu gom thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài chương trình này ra thì ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu ban tỉnh đã ban hành kế hoạch thu gom thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường từ đây đến năm 2025. Tổng kết chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường, ban tổ chức đã trao 53 giải thưởng, tổng giá trị lên đến gần 500 triệu đồng, gồm một giải đặc biệt, 3 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải tư và 29 giải khuyến khích. Trong đó giải đặc biệt là một lượng vàng SJC đã thuộc về hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nông dân Dòng Tượng, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang với số lượng thu gom hơn 2 tấn. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Long Xuyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh An Giang, có vai trò quan trọng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, có vị trí chiến lược, là điểm giao thoa giữa hai khu vực năng động của vùng đô thị trung tâm và tứ giác Long Xuyên. Qua 48 năm xây dựng và phát triển, thành phố Long Xuyên luôn thể hiện vị trí đầu tàu, nhất là từ khi được công nhận đô thị loại 1. Như chúng ta đã biết thì sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tập trung vào xây dựng, phát triển đất nước, khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Thì tại thành phố Long Xuyên, thì đảng bộ, chính quyền, nhân dân của thành phố tập trung vào xây dựng và phát triển địa phương, khắc phục hậu quả nặng nề do chế độ cũ để lại. Phải nói là trong vô vàn khó khăn, nhiều bức xúc từ cái đô thị trung tâm tỉnh lỵ, nhiều thế lực trì trệ, cản ngại, gây khó khăn trong việc xây dựng và phát triển của thành phố. Nhưng với sự nỗ lực vượt bậc, thì thành phố Long Xuyên đã tập trung xây dựng và phát triển đô thị của thành phố có bước phát triển mới. Trong đó có 37 năm thực hiện đổi mới, bắt đầu từ năm 1986, và 30 năm tập trung xây dựng và phát triển đô thị của thành phố. Thì đến năm 1999 thì thành phố Long Xuyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là thành phố đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh An Giang. Thì sau 10 năm phấn đấu xây dựng thì đến năm 2009 thì thành phố Long Xuyên được nâng lên đô thị loại 2, và đến năm 2019 thì thành phố Long Xuyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh An Giang. Thì tính đến nay thì sau 5 năm xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên theo tiêu chí đô thị loại 1 thì có thể thấy rằng thành phố Long Xuyên đã có bước phát triển trở thành một thành phố phải nói là tươi đẹp. Từ những mốc son quan trọng khẳng định bước phát triển của đô thị Long Xuyên đã được ghi nhận. Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh, đô thị Long Xuyên từng bước được quy hoạch xây dựng khang trang hiện đại. Với chủ trương đúng đắn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố đã có những bước phát triển vững chắc về mọi mặt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 132 triệu đồng một người một năm. Năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.223 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% so kế hoạch. Đặc biệt, tỷ trọng thương mại, dịch vụ từ năm 2020 đến nay chiếm đến 80,39% trong nền kinh tế, cao nhất trong hệ thống 12 đô thị tỉnh lỵ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp xây dựng. Năm 2018, Long Xuyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện đang tiếp tục phấn đấu xây dựng, đạt các chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu. Trong vài năm trở lại đây, thành phố Long Xuyên đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư các công trình dự án trọng điểm, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng như khu hành chính thành phố, kè hai bên bờ sông Long Xuyên, đường tránh thành phố Long Xuyên, chợ Long Xuyên, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, phố đi bộ Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, nâng cấp 168 tuyến đường giao thông đô thị. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã thu hút và hình thành nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ chuyên nghiệp trên địa bàn như siêu thị Metro, Co-opmart, trung tâm thương mại Queencom Long Xuyên, chợ đầu mối thủy hải sản, nông sản. Nền tảng kinh tế xã hội tốt, quy mô dân số tăng và hạ tầng phát triển là những yếu tố khiến Long Xuyên trở thành thị trường đầy tiềm năng thu hút các dự án bất động sản lớn như khu đô thị mới Tây Nam, New Green City, khu đô thị mới của các tập đoàn Sao Mai, TNT,
thành phố đã và đang tập trung xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện nhiều dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn như dự án khu đô thị phường Bình Đức quy mô 262,14 ha, dự án khu đô thị phía Nam đường Phạm Cự Lượng quy mô 112,38 ha, dự án khu đô thị Bắc Trần Quang Khải quy mô 60,78 ha, công viên Mỹ Thới, khu vui chơi giải trí Mỹ Khánh, khu du lịch Cồn Phó Ba, trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp với tổng vốn đăng ký đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ góp phần mở rộng không gian thành phố, tạo tiền đề quan trọng cho thành phố phát triển nhanh và bền vững. Có thể nhận thấy rằng, việc phát huy các giá trị truyền thống, sự nhạy bén khéo léo trong xử lý mọi tình huống, cùng với việc huy động có hiệu quả các nguồn lực, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, chung tay cùng đảng bộ, đã tạo nên nhiều thành quả đáng trân trọng. Đây là cơ sở minh chứng những giá trị Long Xuyên đang tạo dựng là xứng đáng, là động lực để thành phố tiếp tục phát huy. Thì phải nói đạt được những thành tích trên thì có phải nói, thể nói rằng là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của toàn đảng bộ. Và qua 48 năm hình thành, xây dựng và phát triển thì có thể nói rằng thành phố Long Xuyên đi từ một đô thị, phải nói là đô thị tiêu thụ, đô thị nhỏ hẹp, khởi đầu với 4 đơn vị hành chính vào tháng 2 năm 1976, đến nay thành phố Long Xuyên thì đã có 13 đơn vị hành chính với 11 phường và 2 xã. Với những thành tích trên thì có thể nói rằng trách nhiệm của cấp ủy chính quyền thành phố Long Xuyên đã hoàn thành trọng trách trước nhân dân, trước cấp trên và cũng đã góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên, xây dựng thành phố quê hương Bác Tôn xứng đáng là đô thị loại 1, đô thị trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang. Bước sang giai đoạn phát triển mới, trên nền tảng lịch sử qua hơn 48 năm xây dựng và phát triển, Long Xuyên vẫn quyết tâm cùng với tư duy mới, tầm nhìn cao, khát vọng lớn để đưa thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình, sớm trở thành một đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Tối qua 28 tháng 4 tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên tổ chức chương trình văn nghệ ca khúc Vượt Thời Gian chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chương trình mở đầu ấn tượng với hoạt cảnh diệt sử Âu Lạc đến từ các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh và câu lạc bộ võ thuật thành phố Long Xuyên cùng 13 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu bài bản với những giai điệu rất đổi hào hùng của dân tộc, ngợi ca Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới của quê hương Bắc Tôn, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm lễ dỗ Tổ Hùng Vương 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, qua đó còn khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, xác định thành phố Hồ Chí Minh là thị trường du lịch nội địa nhiều tiềm năng để khai thác. Những năm qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh luôn quan tâm tăng cường công tác xúc tiến liên kết quảng bá du lịch An Giang đến thị trường này, đặc biệt là tham gia các kỳ hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, các sự kiện, hội nghị xúc tiến quảng bá và kết nối tour tuyến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện các khu du lịch, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã về tham dự Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023. Đây là sự kiện thường niên của ngành du lịch thành phố. Ngày hội có gần 100 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng của các tỉnh thành phố, 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là nơi các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng du lịch, chào bán và mua sản phẩm, dịch vụ, gặp gỡ và kết nối hợp tác, tìm kiếm chương trình khuyến mãi, giảm giá, nhân dân. Tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang xây dựng gian hàng chung, hỗ trợ các khu du lịch, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, giới thiệu quảng bá chương trình tour tuyến, các dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến với người tiêu dùng du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành trên cả nước, với mục tiêu thu hút ngày càng nhiều lượng du khách đến tham quan trải nghiệm ở địa phương. Chúng tôi đến đây là mong muốn sẽ được kết nối và quảng bá cái khu lịch sinh thái Cầu Ngán tọa lạc tại ấp Tân Long, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì nơi đây thì sở hữu là bức tranh được chạm khắc trên nền gỗ với chiều dài là 24,5 mét.
thể hiện là phong cảnh làng quê Việt Nam. Và ngoài ra thì nơi đây thì chúng tôi du khách khi đến đây thì có thể là trải nghiệm là dịch vụ tắm sông rất là thú vị. Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường rất là lớn đối với khách du lịch của miền Tây nói chung và của An Giang nói riêng. Và chúng tôi xác định trong cái thời gian tổ chức cái sự kiện du lịch này thì đây là cơ hội để An Giang tổ chức xúc tiến quảng bá mời gọi cái khách du lịch về tham quan các địa điểm du lịch của An Giang. Và trên thực tế thì chiều giờ chúng ta cũng đã thấy là nhiều cái khách tham quan quan tâm đến cái thị trường du lịch của An Giang, quan tâm đến cái điểm đến và hứa hẹn khách du lịch sẽ tìm đến An Giang và các điểm đến của An Giang cũng như hợp tác với các công ty du lịch, các nhà hàng khách sạn của An Giang nhiều hơn. Tại gian hàng của An Giang, nhiều địa danh nổi tiếng của tỉnh như khu du lịch quốc gia núi Sam, khu du lịch núi Cấm, khu di tích văn hóa Ốc Eo, khu di tích lịch sử đồi Tước Dụp, rừng tràm Trà Sư, nông trại Phan Nam, khu sinh thái Mỹ Luông, Cồn Én được các chuyên nghiệp du lịch, du khách đến tìm hiểu để kết nối tour tuyến du lịch cũng như đi khám phá cùng bè bạn và gia đình. Ngoài ra, tại gian hàng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh còn trưng bày các sản phẩm đậm nét văn hóa đặc trưng của địa phương như đường thốt nốt và thổ cẩm của dân tộc Khmer Chăm thu hút đông đảo du khách đến mua sắm. Cũng nghe về An Giang nhưng mà chưa đi, là mới ghé gian hàng này thì được mấy em tư vấn thì thấy cũng rất là hay ở chỗ là giờ mình mới biết được là có cái homestay ở trên núi Cấm. Thời tiết lành lạnh giống như Đà Lạt, mát nên cũng thích. Thứ hai là ở đó có nhiều chùa tâm rất là linh thiêng nên mình cũng xuống để mình dẫn con theo để coi cho con mục đích cho con trải nghiệm. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch An Giang đến các thị trường tiềm năng cũng như sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chiến lược kinh doanh, xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch mới của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, nên khách đến địa phương đã tăng lên đáng kể. Sau thời gian nghỉ dịch, cũng như là một thời gian dài chúng ta gián đoạn, thì các khu điểm du lịch của An Giang, các điểm đến, các nhà hàng khách sạn của An Giang đã tích cực trở lại bằng cách họ đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như là công tác phục vụ. Cho thấy rằng là cái sự chuẩn bị của An Giang trong cái việc trở lại cái du lịch một cách mạnh mẽ. Và qua theo quan sát thì chúng ta đã tăng khoảng chừng là 60% cái lượng khách du lịch đến An Giang trong thời gian vừa rồi. Thì chứng tỏ rằng là chúng ta đã có một bước chuẩn bị và ngay cả cái doanh nghiệp thì họ cũng chủ động trong việc đào tạo huấn luyện cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất, tăng cường cơ sở dịch vụ và có thêm nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách. Trong thời gian tới, ngành du lịch An Giang sẽ tiếp tục phát triển theo mục tiêu xây dựng và quảng bá thương hiệu gắn với điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm.